nay mình có những cái phần quà nhỏ gửi tất cả các anh chị cả đồng hành trong đoàn thể, và rất cảm ơn thay mặt tất cả các lãnh đạo, cảm ơn tất cả mọi người đã gắn bó với công ty đoàn thể khá lâu rồi, một số thành viên rất là lâu rồi, và sắp tới mong rằng là tất cả chị em ở đây cùng với đoàn thể đưa một cái đoàn thể này càng mạnh càng đi lên, công việc nó đều thôi, phát triển đều thôi mọi người. Thay mặt ban lãnh đạo của công ty Long Huệ gửi rất cảm ơn tới sự hỗ trợ của ban lãnh đạo xã mình đã đến cho giúp tất cả bà con ở đây nhận được cái phần quà mà công ty Long Huệ gửi gắm cho tới. Và công ty Long Huệ rất mong rằng là công ty Long Huệ sẽ phát triển ngày một lớn mạnh hơn nữa để góp chút sức những cái món quà nhỏ gửi đến tay bà con ở đây để cùng với xã xây dựng tất cả bà con được ở đây, đời sống bà con được nâng cao lên. Và đây là cũng ngày lễ là Tết Trung Thu, Tết tình thân, Tết ấm áp, nên là mong tất cả bà con ở đây có một cái ngày lễ thật là ấm áp, thật là hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn ạ.